Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt TV. Mở đầu bản tin tối nay thứ sáu ngày 11 tháng 9 năm 2015 là phần tấm lược các tin chính. Tình báo quân đội Hoa Kỳ lo ngại Iraq và Syria sẽ không tồn tại. Cảnh sát bắn chết kẻ cầm súng cướp xe bắt con tin trong tiệm ăn ở Los Angeles. Việt Nam không uống bia hỏa tốc, 7 cán bộ phải viết tường trình. Sau đây là phần tin chi tiết. Iraq và Syria có thể sẽ mãi mãi tan ra từng mảnh do chiến tranh và tranh chấp giáo phái, đó là một nhận định thẳng thắn từ tư lệnh tình báo quân đội Hoa Kỳ. Nhận định này được xem là trái với các phát biểu lạc quan từ các giới chức khác trong chính phủ Obama. Khi nói về tình hình ở Iraq và Syria, hai quốc gia đang bị mất lãnh thổ vào tay của ISIS, Trung tướng Vincent Stigwood tuyên bố rằng khó mà hai quốc gia này có thể tự hàn gắn lại. Đối với Iraq, thị tứ Stigwood nói rằng ông nhận thấy người thiểu số Kurd khó có thể quay trở lại gia nhập chính quyền trung ương ở Baghdad. Còn tại Syria thì ông cho hay trong tương lai gần, quốc gia này có thể bị bể ra làm hai hay ba mảnh. Tứ Stewart khẳng định rằng đây không là điều Hoa Kỳ mong muốn, nhưng đây là điều ngày càng hiện thực hơn. Ông John Brennan, giám đốc cơ quan tình báo CIA, thì đưa ra nhận định rằng các làn ranh biên giới này vẫn còn đó, nhưng các chính phủ liên hệ không còn kiểm soát được nữa. Người dân Iraq và Syria đang ngày càng tự xác định chính mình bằng nguồn gốc giáo phái hay các bộ lạc chứ không phải bằng quốc tịch nữa. Iraq và Syria là hai quốc gia do các nhà ngoại giao Anh và Pháp tạo ra khi đế quốc Ottoman tan rã trước Thế chiến thứ nhất. Cả hai chính phủ này đang đối đầu với ISIS thuộc giáo phái Sunni Một toán cảnh sát võ trang đặc biệt SWAT đã hạ sát một tay súng vào tối ngày thứ Năm 10 tháng 9 sau cuộc rượt đuổi trên xa lộ. Rồi sau đó, người này bỏ chạy vào một tiệm ăn đông đảo thực khách, cầm giữ ít nhất là 4 người làm con tin. Theo phát ngôn viên của cảnh sát quận Los Angeles cho biết, thì toán cảnh sát đặc biệt của sở cảnh sát quận Los Angeles đã tiến vào tiệm ăn này từ cửa trước và cửa sau rồi bắn chết nghi can tại chỗ. Người đàn ông này có súng nhưng không bắn vào toán SWAT này có ít nhất là 4 người bị nghi can cầm giữ trong một tiệm bán thịt nước. Cuối cùng là một tin khá buồn cười. Cán bộ thuộc Sở Giáo dục bị nhắc nhở và phải viết tương trình trong một cuộc họp nội bộ sau khi từ chối không tham gia uống và sử dụng bia được sản xuất tại tỉnh nhà. Báo VN Express loan tin là ngày 11 tháng 9, ông Dư Lý Trí, Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Hà Tĩnh cho biết là sau hội nghị điển hình tiên tiến vào cuối tháng 6 thì một số cán bộ trong cơ quan đã tổ chức liên hoan tại một nhà hàng ở thành phố Hà Tĩnh. Tại đây, khi gọi đồ uống, nhiều người đã không dùng bia Sài Gòn. Thấy vậy, những người làm tiếp thị kinh doanh tại nhà hàng bèn nhắn tin cho lãnh đạo tỉnh. Vị lãnh đạo tỉnh này sau đó nói chuyện với giám đốc Sở Giáo dục Hà Tĩnh Tin cho hay, sau đó thì trong cuộc họp nội bộ, 7 cán bộ liên quan đã phải viết tương trình sự việc và bị nhắc nhở. Trước đó, ngày 1 tháng 9, trong khuôn khổ tổ chức lễ hội Tôi Yêu Bia Sài Gòn, thì ông Lê Minh Đạo, chánh văn phòng tỉnh Hà Tĩnh, đã ký giấy mời đóng dấu hỏa tốc gửi tới các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, thủ trưởng, sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch các hội, hiệp hội trong tỉnh, lãnh đạo huyện của tỉnh, yêu cầu các nơi tới tham dự. Theo một lãnh đạo Sở Công Thương Hà Tĩnh thì tính đến ngày 15 tháng 6, tổng thu ngân sách nội địa 6 tháng đầu năm của Hà Tĩnh đạt được 2.511 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến thu ngân sách từ phía chi nhánh Bia Sài Gòn đóng trên địa bàn phải là 380 tỷ đồng. Theo Bộ Y tế thì Việt Nam là nước tiêu thụ bia cao thứ 3 tại châu Á, chỉ sau Nhật Bản và Trung Quốc với khoảng 3 tỷ lít bia trong năm 2013. Trong 10 năm gần đây thì tốc độ tiêu thụ bia của người Việt Nam đã tăng hơn 200% và rượu bia đứng trong số 10 nguyên nhân gây tử vong cao nhất ở Việt Nam. Không uống bia của tỉnh nhà sản xuất bị bắt viết kiểm điểm, đúng là chỉ có ở Việt Nam. Vừa rồi là bản tin tối ngày thứ Sáu, 11 tháng 9 năm 2015. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.